Sau khi có một chuyến đi du lịch nho nhỏ ở hồ Tazawako, thì tụi mình đã trở lại với ga Akita. Trong khi chờ đợi lễ hội Akita Kanto được bắt đầu, tụi mình sẽ làm vài món để lót dạ trước nè. Mấy cái quán kiểu này nè. Vì cái quán này nên thay áo đúng không? Thay áo mới. Chiều hơi bị chiều. Thôi. À, mời xin kia nè. Khi chỉ hai bước vào. Mấy cái quán kiểu này nè. Mấy cái quán kiểu này nè. Khi chỉ hai bước ra. Quán thứ hai. Quán thứ ba. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ hai quán kia không nhận nên tụi mình mới tìm ra cái quán đậm chất Showa như thế này luôn. Giá thành ở đây cũng rất là rẻ nha, từ 60 yên trở lên. Bắp cải ăn thoải mái nha các bạn. Ở đây còn có các món rất là độc lạ, như là chim xe sẻ nè, hoặc là ếch nè. Còn nước súp hả, các bạn muốn uống bao nhiêu thì uống, miễn phí mà. Ăn quá trời ăn, uống quá trời uống. Đặc biệt là khi quay TikTok cho bà chị, bà bắt quay đi quay lại uống biết bao nhiêu ly luôn. Tụi mình đã gọi tổng cộng là 31 món. Ăn giọng đã đời mà chỉ có bao nhiêu đây thôi, vui quá trời luôn. Ngập mặt nó uống ngập mặt luôn, giờ xỉn đi không nổi nè. Mặt này thấy phấn. Phấn rồi đó. Mặt này là thấy phấn rồi. Đang uống no nê rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi tới gọi là cái mục tiêu chính hôm nay đúng không? Thức khuya để đi tới đây vào buổi sáng để xem một cái duy nhất thôi. Mình sẽ tìm cái con đường gọi là khu phố Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh vậy đó các bạn. Nguyên cái khu phố đó sẽ tràn ngập những cái Kanto ha. Chị Trang có xem Kanto bao giờ chưa? Chưa, chị cũng lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên nè. Nên mình mới háo hức mình đi nè. Đây là một trong những cái lễ hội gọi là lớn nhất của vùng Tohoku Nhật Bản nha. Ừ, chị nó rất là đặc trưng rồi, chị có ở Akita thôi. Cho nên phải lặn lội bao nhiêu mấy trăm km. Từ miền Nam ra miền Bắc. Từ miền Nam em ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ly chính dòng sông. Wow, đầm sen rất là đẹp. Lễ hội đã được bắt đầu rồi các bạn. Hãy theo chân Ringo đi đến Matsuri. Các bạn coi nè, không khí rất là nhộn nhịp luôn. Trống, hò reo, rất là nhộn nhịp. Cây tre được gắn những chiếc đèn lồng này là biểu tượng của cây lúa đang chịu nặng những hạt thóc, biểu tượng của một mùa màng bội thu. Và lễ hội được tổ chức vào mùa hè này còn mang ý nghĩa là xua đuổi những tà khí, bệnh tật. Chính vì vậy mà lễ hội Akita Kanto đã được duy trì hơn 270 năm nay, là tài sản văn hóa dân tộc vô hình quan trọng của quốc gia Nhật Bản. Bạn biết không, ước tính là có 280 cây Kanto với hơn 10.000 đèn lồng được thắp sáng bằng nến, sáng rực cả bầu trời của thành phố Akita vào ban đêm. Không khí lễ hội vừa sôi nổi vừa nóng bỏng, lại rất là đẹp nữa. Điều hấp dẫn đối với mình đó là xem những chàng trai lực lưỡng khuân những cây Kanto dài đến 12 mét, nặng 50 kg. Họ giữ cân bằng bằng đầu nè, bằng vai, bằng lưng, rồi bằng tay. Có khi họ còn nói cây tre dài hơn nữa. Và mỗi khi có cơn gió nào thổi qua thì cái sự hồi hộp càng tăng lên gấp bội nữa. Có thể bạn đang quan tâm nếu cây tre này đổ xuống thì sao, có cháy không? Các bạn yên tâm nhé, vì đèn lồng này được thiết kế một cách rất là đặc biệt, sẽ không có tình trạng cháy ở đây đâu. Ở
bạn thấy sao, lễ hội Akita Kanto thật là tuyệt vời phải không? Ở Nhật Bản còn có rất nhiều lễ hội thú vị như vậy nữa. Nếu các bạn biết nơi nào hay hơn thì hãy chỉ cho mình bằng cách để lại bình luận ở bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip khác ha.